Tri Cục Kiểm Lâm Đồng Nai vừa cho biết vừa phát hiện đàn chim cổ rắn khoảng 500 con tại khu du lịch Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chim cổ rắn là loại động vật thuộc nhóm 1B, quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Trước đó, vào đầu tháng 11 năm 2019, Tri Cục Kiểm Lâm Đồng Nai nhận được thông tin có một loại chim lạ về sinh sống tại khu du lịch Bửu Long. Ngay sau đó, Kiểm Lâm Đồng Nai đã phối hợp với đơn vị liên quan dùng các thiết bị tiếp cận đàn chim này. Sau khi xác minh, ngành chức năng xác định loại chim này là chim cổ rắn. Đây là lần đầu tiên Đồng Nai phát hiện chim cổ rắn quý hiếm ở trên địa bàn. Hiện lực lượng kiểm lâm Đồng Nai đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi di biến động của đàn chim. Tới đây sẽ đề xuất với các đơn vị chuyên môn đưa ra biện pháp để bảo tồn loại động vật đặc biệt quý hiếm này. Chim cổ rắn thuộc họ Anigidae thuộc bộ chim điên. Chim có cổ dài, mảnh rẻ, bề ngoài tương tự như những con rắn nên được gọi là chim cổ rắn. Hiện nay, chim cổ rắn còn tồn tại tổng cộng 4 loài trong một chi duy nhất và sinh sống ở khu vực vòng quanh xích đạo, trong vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.